Thưa quý vị, thiếu phụ 27 tuổi bị sát hại bằng 8 nhát dao tại Bắc Ninh, hai thiếu nữ 17 tuổi bị phân xác ở sông Hồng là những vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong vòng một tuần qua. Trước đó không lâu, những vụ bạo hành đến chết hay bắt cóc và sát hại trẻ em ở Hà Nội cũng gây rúng động xã hội. Những vụ án này đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi, vì sao những kẻ thủ ác ngày càng manh động, tàn ác và man rợ hơn? Trong chuyên mục Tiêu điểm hôm nay, xin mời quý vị cùng tìm câu trả lời dưới góc nhìn của chuyên gia tội phạm học Thượng tá Đào Trung Hiếu. Trước tiên xin chân thành cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã dành thời gian trò chuyện cùng với khán giả của Truyền hình Nhân dân ngày hôm nay. Thưa ông, trong thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều những vụ trọng án liên quan tới việc bạo hành, bắt cóc, thậm chí là sát hại trẻ em. Vì sao những kẻ gây án lại sẵn sàng ra tay với trẻ em, một đối tượng được coi là yếu thế nhất trong xã hội như vậy, thưa ông? Chúng tôi nghiên cứu về các cái đối tượng mà xâm hại trẻ em thì thấy rằng đối tượng gây án nó rất là đa dạng về thành phần. Thế thì cái chuyện này nó phản ánh những cái vấn đề rất là bất thường trong xã hội hiện nay. Xu hướng ưu tiên sử dụng bạo lực trong các cái giải quyết các cái mối quan hệ trong đời sống ở một cái phạm vi gần, thì cái nguyên nhân xảy ra những cái vụ tội phạm đối với trẻ em ấy, bạo lực của trẻ em ấy, thì có thể xuất phát từ cái chuyện túng quẫn do những cái đòi hỏi cấp bách về mặt vật chất, trả như cần tiền để trả nợ. Cái thứ hai nữa là những đối tượng là do những cái bức xúc mâu thuẫn trong đời sống dồn vào những cái trẻ, vì trẻ nó không có khả năng tự vệ, chút giận vào những cái trẻ là cách dễ nhất. Thế nhưng cái nguyên nhân sâu xa thì tôi đánh giá thủ phạm giấu mặt trong tất cả các vụ án chính là sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Bên cạnh đó là lối sống rất là ích kỷ, vô cảm. Nói như là nhà Phật, cái tâm tham nó dẫn dắt, nó điều tiết, nó chi phối mọi việc. Và khi cái tâm tham, tức là cái tâm mong cầu nó bị tổn thương, người ta mong muốn đạt được cái gì đó mà không đạt được, hoặc là cái người ta đang có đứng trước nguy cơ mất đi, thì nó sẽ kích động cái tâm sân, ở sự giận dữ của người ta, trong cái sự giận dữ bảo vệ, trong cái sự giận dữ để giành giật lại cái thứ mình đang có, thì tội ác có thể sinh ra. Việc gieo mầm lương thiện cho con người từ tấm bé để định hướng nhân cách về mai sau, liệu có phải là một trong những biện pháp để phòng tránh những hành vi phạm tội tương tự trong tương lai hay không, thưa ông? Tôi thấy rằng đây là giải pháp căn cơ nhất. Đó là ngay từ khi trẻ lọt lòng mẹ là chúng ta đã phải có phương pháp giáo dục đúng. Không chỉ nhà trường đâu, gia đình, nhà trường và xã hội là ba cái thành tố để tạo lên nhân cách con người. Đứa trẻ đầu tiên học từ gia đình, ông bà cha mẹ là những người mà nêu những tấm gương về đạo đức, con cháu thảo hiền, cái truyền thống gia phong gia đạo là phải giữ. Ngay từ gia đình là phải rèn con cái như vậy. Rồi đến nhà trường, chúng ta cần phải nhấn mạnh cái chức năng giáo dục hơn là đào tạo. Trong nhiều năm chúng ta quá tập trung vào cái việc nhồi nhét kiến thức cho học sinh, với chương trình đào tạo, chương trình học quá nặng. Và trong khi đó thì trẻ nó rất cần phải được vui chơi, phải được định hướng, phải được bồi dưỡng về mặt nhân cách, về tâm hồn. Trong đó các bộ phận liên quan kỹ năng sống, rồi đặc biệt là môn đạo đức trong các nhà trường chúng ta bỏ, thay vào đó là giáo dục công dân. Thực ra cái môn đạo đức cực kỳ quan trọng, dạy cho con người thông qua những cái câu chuyện của những người, những cái tấm gương đạo đức đó, gieo những cái hạt giống thiện lành trong những đứa trẻ qua các cấp học. Lớn lên dần thì trẻ đương nhiên sẽ thành những người có đạo đức. Khi một người đã có đạo đức rồi, người ta sẽ biết dừng lại trước cái ác. Chúng ta đang dạy học trò là dạy ra ngoài, dạy nhìn ra thế giới, dạy chinh phục cái nọ nhé. Nhưng chính bản thân mình có chinh phục được mình không thì lại không thấy dạy. Và đây chính là việc của tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo đã làm rất tốt trong nhiều nghìn năm nay. Trong việc giáo hóa con người, trong việc con mỗi người tự nhìn vào trong, kiểm soát các cái quá trình tâm lý của mình. Nên tôi cho là cái việc mà chúng ta sử dụng các cái tinh hoa, các cái hạt nhân tập lý trong các cái triết lý về tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, hướng đến những cái điều thiện có ích cho xã hội, thì chúng ta cần phải biết phát huy những cái giá trị nhân văn, nhân đạo đấy. Và chúng ta xây dựng được một cái xã hội mà con người ta đều hướng thiện. Và như vậy là chúng ta kiểm soát được tội phạm. Một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của ông dành cho khán giả của Truyền hình An Viên ngày hôm nay. Với thực trạng đau lòng và những gợi ý từ chuyên gia tội phạm học Thượng tá Đào Trung Hiếu,
Có thể thấy, những vụ án ghê rợn chỉ giảm thiểu khi mỗi người được giáo dục, hiểu biết đầy đủ về pháp luật, về nhân quả và quan trọng hơn là xây dựng tình yêu thương, sự đồng cảm với cộng đồng. Điều này không chỉ cần sự mạnh mẽ của những người thực thi pháp luật mà còn cần cả sự chung tay của nhà trường, gia đình và cộng đồng. Và Phật giáo, với sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, đã có những phương pháp tích cực, hữu ích giúp gieo vào lòng mỗi người hạt giống từ bi hướng thiện. Theo các chuyên gia, để giảm thiểu những vụ án đau lòng, xã hội cần có phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến giới trẻ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Phật giáo không hề đứng ngoài những vấn nạn của xã hội. Thực tế, những năm qua, Phật giáo đã có nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng nhân cách tốt đẹp trong thanh thiếu niên, như các khóa tu, trại hè, thành lập đội thanh niên Phật tử, gia đình Phật tử, v.v. Từ đó giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết về pháp luật, nhân quả, tội, phước. Hiện nay, ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường về cái tâm lý xã hội cho nên có rất nhiều các tác động đến đời sống của con người. Khi con người càng nhiều tư hữu, càng nhiều tham lam thì khi ấy sẽ càng bị kích thích những lòng tham để trở nên thờ ơ và vô cảm với ngay cả chính mình. Trong nhà Phật có một hệ thống giáo pháp, có một hệ thống giới luật và đặc biệt nhất đó là có cái tinh thần tứ nhiếp pháp, đó là bốn cái cách thu phục nhân tâm của lòng người. Khi con người chúng ta áp dụng được những tinh thần này thì chắc chắn đối với chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc, và chúng ta sẽ kiểm soát, làm chủ được những cái điều sai quấy để hướng đến những điều thánh thiện. Cùng với các buổi thuyết pháp, nhiều cơ sở từ viện còn chia sẻ kiến thức pháp luật, xã hội, kỹ năng sống để các em biết phân biệt tốt xấu, hư thực và có khả năng kiểm soát các hành vi của chính mình. Những kiến thức thiết thực đó đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức, xây dựng thái độ sống cho giới trẻ hiện nay. Những bài học Phật giáo trước tiên là dạy cho các con hiếu thảo với cha mẹ, là yêu thương bạn bè xung quanh, yêu thương mọi người, yêu thương con người để các con có những cái tính chân thiện trong trái tim của mình. Bản thân cô giáo đã dạy được 12 năm trong trường rồi và nhìn thấy những cái thay đổi đó của các con không có gì vui hơn. Còn vui hơn rất nhiều so với việc là nhận được cái kết quả học tập của các con và cái những giải lọ giải kia mà các con đã thay đổi được những cái điều đó thì vô cùng tuyệt vời. Những bài học ở chùa đã góp phần lớn vào việc định hình nhân cách cho trẻ. Đó không phải là những kiến thức cao siêu, xa vời, mà chỉ đơn giản là dạy lời ăn tiếng nói, cách đi đứng nằm ngồi, bằng ngôn ngữ bình dị, đơn giản, gần gũi, giúp mọi người cảm nhận được tấm lòng từ bi, sống có đạo đức, tâm hiếu trong cuộc sống. Tinh thần nhập thế của Phật giáo đã xây dựng nên một thành lũy đạo đức chuẩn mực, đưa con người đến bờ hạnh phúc của cuộc sống chân thiện mỹ. Đó cũng là cơ sở để gia đình học tập, vận dụng vào cuộc sống. Gia đình chị Bình đã khéo léo lồng ghép bài học về cách hành xử văn minh, cách cảm thông, yêu thương và biết nói lời cảm ơn trong những buổi ngoại khóa hay sinh hoạt tại nhà. Thấy rằng là cái việc mà áp dụng những mô hình mà giáo dục trẻ từ những cái lứa tuổi mầm non đó thì cũng rất là tốt, bởi vì nó hình thành cái nhân cách ngay từ lúc còn nhỏ, các bạn đã thành một cái thói quen như thế. Vậy thì đến khi mà cái từng bước phát triển thì các bạn ấy sẽ có những cái nền tảng rồi, các bạn sẽ lớn lên sẽ thực hiện sẽ rất là tốt. Đầu tiên với con dạy là ra ngoài đường gặp người lớn là phải chào họ, thấy các em nhỏ thì phải nhường nhịn, thấy rác ngoài đường thì phải nhặt. Những khóa tu mùa hè, những buổi giáo lý, trại huấn luyện hiện nay chính là cách để giúp cho các bạn trẻ tiếp cận với đạo Phật và hạt giống thiện lành nảy mầm, phát triển. Qua đó, góp phần đem lại những chuyển biến tích cực cả về mặt suy nghĩ và nhận thức, hình thành cách ứng xử và hành động tốt đẹp hơn trong cuộc sống, mang lại nền tảng đạo đức cho gia đình và xã hội.